khó mà mua là tơ đâu. Đưa luôn. Hồi trước thì năm ngoái thì còn tin, năm nay thì thôi. Không có giọt. Chị em khai chị mừng tham mê trơn. Ủa mẹ đi thì mẹ dẫn đi chứ răng mà mẹ chơi chứ lạ mẹ. Chơi chứ mà bày cái mặt con nó bét đi rồi tét con tét. Mẹ dễ thương ghê. Đau à? Đau chứ răng. Thôi kệ em coi, cố gắng đi. Giờ đâm rồi. Mụn da không á, lắm đó. Mà ổng sợ đau quá. Mình bực dễ mà ổng. Dễ gì, phải hư mặt hắn hết nè. Hồi xưa mà nuôi tí này, nuôi mụn. Sư đau đứa mụn tí không? Có banh ra đứa mụn tí không? Trừ đứa khác là nó mặt mụn không? Trời. Hồi trước chị làm mấy con em là nó giải dụa luôn. Cái đợt xong đi về em làm cái làm kia được. Không có biết ai làm rồi hả chị không? Đau chưa? Cố gắng đi con. Mẹ thấy mà đã nên em đau. Rồi ráng đi. Con bớt với cái mũi mụn em ráng đỡ đi. Thả lỏng ra là chị bé nặng. Bên nén đau, bên nén bình thường. Chưa nặng. Nặng cũng như nhau thôi. Muộn lì thiệt sự á. Muộn cứng lắm. Em còn khư chứ mà đợt trước gì. Em coi giống nặng rồi. Cái hãng đã nở rồi đây. Đó, chưa chín hết. Chín chị nên già quá rồi đó, lún xuống sâu không ra đây nè. Cố gắng đi con, bị chóng ra chóng đỡ coi. Mấy tuổi rồi chị? 14 tuổi đó. Ngày nay làm toàn 13, 14 không nè. Tá nó gì sợ nè. Chỉ là chóng quay cần biết như chóng. Thôi da còn bị khô nữa. Chị em gặp chị xí đi. Chờ ráng thôi, đang chờ nếu còn không mà. Không có những cái thuốc gì trị mụn. Có chứ. Thuốc thì nó đỡ thôi, mình phải lấy. Lấy ra rồi bôi thuốc là nó đỡ, không lên nữa. Không mua thuốc à? Có mua thuốc cho em bôi. Mua ăn bôi chứ mặt này là phải bôi rồi đó. Dùng cho em cho nó sạch chứ. Thì bởi chị nói hắn kha mà. Em phải dùng á, em phải dùng, em rửa sạch rồi mới bôi lên được chứ em không rửa sạch mặt em bôi lên được không. Cũng được nhưng mà ý là rửa thì rửa nước cũng được thôi, nhưng mà rửa thì da mụn rồi. Nhưng nói chung phải cái sao cả hai ba thứ. Đợt trước ít nè, mình không đợt mấy mình nhiều nè. Năm nữa là phải sợ da nó sần lên đi. Đó, được. Cái chỗ thấy dương rồi đâu kìa. Hả? Nói gì vậy? Đau phải chịu thôi chứ. Nhiều lắm đó con nghe. Mới nặng nhẹ đó nghe.
từ. Vâng, đừng có đứng làm như thế là cô nó không thấy tay được. Cô không ác thấy tay được. Nhò nhòi. Bỏ cái kiếm nhòi vô. Nặng là không đau nhưng mà kiếm đưa vô là mồm rứa rồi biết không? Chưa chảy máu là hay nữa đó. Và nặng rất là hết cốt rồi. Hay là còn quay là nặng còn nhẹ nhàng. Không có chi, con thả lỏng đâu, con gồng quá đâu, không còn đau. Gồng hôm nay mà cho đi nặng chỗ khác là nặng được luôn á. Đâu nặng đấy với em, nặng bên mấy em thôi, không nặng gì mốt đâu. Nặng khác không vậy, chậm nặng hình cái thành tròn tròn đè vô ghê ổn. Ai nặng? Không, ý nói á, thấy đa phần là nặng chỗ khác nặng đè bằng cái cây nặng mụn nó không. Cho ông đi chỗ khác bữa cho ông biết. Hôm nay mình tự lại mọi chuyện. Biết mùi vị mà nặng không ra mụn nữa chứ phải nào. Cái vấn đề là quan trọng là chỗ nó con cứ từ từ đi làm cái mặt con đâu còn hết chưa chưa mới có đi được mà. Một hai cái tráng rồi chưa thấy cái tráng chưa luôn kìa, cái tráng vẫn còn đó. Đây là lấy những cái mụn ra, mụn chín ra, mụn dễ dàng ra trước. Okay. Con cứ, thì do cái mặt con rất là yêu rắn, ai mượn mày nói con rắn ăn đồ cay đồ nóng rồi vô thức đêm rồi vô đó, thức tới 11, 12 giờ mới ngủ đó. Đi yên thấy à, không muốn nặng mụn thì bớt lại là được. Chơi game chung mấy đứa này mà chờ chịu rồi. Đi về cái nhà ông có đụng qua máy tính cái sạch trời không đụng cả ngày luôn vẫn được, không dứt ra não luôn á. Đầu đồ đồ dứt trơn. Ừ. Hắn là không có cái nữa là thôi. Hồi xưa không có giọt rồi. Giờ có máy tính mua dùng. Cái mụn cứng vậy sợ bực ra nó đãi. Thôi đừng, nó đang gồng để cho nó gồng. Chưa chảy nước mát mà. Xí nữa chảy. Cái này cũng đào đó. Giỡn, cái này mấy ông vừa lớn thình rồi cũng chảy nước mắt là chuyện bình thường. Cái này cũng đau, nói chung là mụn là đau. Làm mà không? Em làm ừ. Chạy nước mắt luôn à? Đau mà. Cũng thấy đã. Từ. Ráng đi. Ráng đi con. Mụn quá đi mà yêu Lan con nhìn con sợ luôn á. Đấy 4 giờ là xe chạy hay là răng? Ừ, rồi mà chờ mới chuẩn bị cho rồi. Mấy giờ rồi? 3 giờ là em đi à? Đi Grab đúng không? Em có uống say say không Phúc? Không bị say à? Chị, tới sáng. Ủa 4 tiếng. Bị điên, 4 tiếng.
xíu con thấy mới đã. Không thấy đã mà chưa thấy đau. Kỹ nó là xíu rồi mặt con đỡ, ngày sau đỡ con thấy đã. Lấy cây em nhấn đánh nè. Để như đây là không được rồi. Hắn cũng nhá lắm em, vừa rồi cái lọ kem của em nó đánh mua được mấy vài ngày thì để chặt nó chị đâu có dùng rồi đâu. Nó đánh ra còn không đi nằm mụn đây với lại da 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 nâu á, da đen á. Lẫn thâm lâu lắm. Mới da trắng lẫn nhanh. Cái da này là thâm lâu lắm. Đừng có để dán trầy da là được. Ví dụ mụn lây không trầy là không bị thâm ấy không? Chứ trên trán là bấu quá thì thà trơn. Về đi Thuận, nhận lương rồi. Chị cho về á. Bình thường thôi, em về đi. Cái em còn được tử làm chứ. Thiệt mà, cho về đó. Chị cho về mà Thuận. Cười. Cố gắng đi con, cái vùng miếng hơi đau rồi. Đừng nói, khang. Thì con đừng có giật. Cái cấu, đứa thôi. Đông mày ghê. Gì? Ông này cũng khó tính nè. Cục này hơi đau. Má nó lì kinh. Trời cầu trời vẫn đừng có mưa nữa. Cho mọi người làm ăn buôn bán. Đi lui đi tới Tết nhất rồi thì mưa hơn đi dễ sợ lắm. Mấy người đi bán cây thấy tội mưa đi đồ cũng dễ hư lắm. Em còn tới mưa tích tét. Ừ, hả? Ờ, nên tích tét. Chờ chị đang dưng đây nữa. Thuận chơi cũng máu về quê lắm. Ông làm về xong việc thấy chưa? Rồi nói em xuống spa đi trình diễn. Kêu khoai tay rồi xuống hả? Làm cho 29 Tết mới nghỉ. Nó dẫn cho 29 là đi nằm được chứ hả? Nghỉ tới 30 thôi, mùng 1 con đỏ nữa. Cần với mùng 1 đẹp. Họ Tết họ mới nhiều khi nhiều người họ rảnh họ lại ưng làm để họ nghỉ ngơi. Họ không đi đâu luôn.